Đám cưới chưa kết thúc, cô dâu đã vén váy cưới xong vào đạp chủ rìa ngã dưới bụi. Chẳng rõ lý do vì sao cô dâu xinh đẹp lại đồng thủ trong chính ngày vui của mình, lại còn đánh chú rìa trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Cách đây ít giờ, cư dân mạng rầm rộ chia sẻ khoảng khắc cô dâu trẻ vén váy xong lên, đạp chú rìa dưới bụi. Dù không rõ là lý do gì mà cô dâu đồng thủ, nhưng việc làm của cô gái trước ông xã với bao nhiêu người đứng chứng kiến thì khiến cho ai cũng tò mò chứng kiến sự việc phù dâu phù rị đứng cạnh đã rất vất vả để can ngăn hành động của tân đường trẻ. bởi càng xông vào can ngăn, cô càng ra tay mạnh hơn. về phần chủ rị có lẽ vì bị tấn công bất ngờ nên không kịp phản kháng, chỉ biết lùi lại phía sau. cư dân mạng nhanh chóng xuống vào bàn tán rồm ra. hội chị em vừa ngạc nhiên vừa tò mò nguyên nhân vì sao chủ rị lại bị cô dâu đánh sau lễ cưới. còn các anh em thì lắc đầu bảo nhau đừng có dài mà lệch sóng với vợ hoặc là có lỡ cưới vừa giỏi võ thì cũng đừng có đắc tội với chính cung. Một số ý kiến khác cho rằng hành động đánh chồng ngay giữa đường chẳng có gì hay ho. Các cụ bảo xấu chàng hổ ai chính là để nhắc nhở đến những trường hợp giống như thế này. Hiện tại thì khoảng khắc trên vẫn đang gây xôn xao trong cộng đồng mạng. Nói về việc cô dâu chú rể đồng thủ trong ngày cưới, khi chúng ta nhớ đến một đoạn clip ngắn lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại những hành động không đỡ nổi của cả cô dâu lẫn chú rể trong ngày cưới. Trước mặt quan khách cùng sự chúc phúc của họ hàng bạn bè trong tiếng nhạc du dương, cặp đôi cùng nhau đút bánh cho nhau ăn. Sau khi chú rể dịu dàng đút bánh cho cô dâu, đến lượt nàng trao bánh kem cho người chồng. Thay vì diễn sau mỉm cười duyên dáng và đút bánh kem cho như những cô dâu khác, nữ chính trong đoạn clip này lại thả thính chú rể trêu đùa kéo dài màn ăn bánh kem. Hả miệng chờ đợi cô dâu đút bánh và nhìn thấy sự đùa dai ấy, Chú rể đã nổi giận hắt tay cô dâu khiến cho người xem sừng sốt. Hành động chơi lầy của cô dâu và sự vũ vô nóng này của chú rể đã trở thành đề tài bàn tán khi đoạn clip này được chia sẻ trên mạng xã hội. Một bạn trẻ bất bình thể hiện sự thương xót cho cô dâu và lên án hành động của chú rể. Đã xác định yêu nhau, cưới nhau mà người vợ chỉ đùa dưỡng một tí thôi, ông kia đã cọc lên như vậy, chứng tỏ chẳng yêu thương gì. Làm người đó phải buồn, phải đau, không đáng làm đàn ông. Không ít bạn trẻ tự đặt mình vào hoàn cảnh của cô dâu và cho rằng trong trường hợp như vậy, cô nên bỏ đi, khỏi cưới làm gì. Một người đàn ông vũ phu thì không chỉ một cái gạt tay, mà sau này sẽ còn nhiều điều đau khổ chờ đợi người phụ nữ. Tuy nhiên, một số bạn trẻ lại tỏ ý cùng quan điểm với người chồng trong đoạn clip, bởi họ sự, họ ghét sự đùa dai, chơi lây, môi nhự thả thính. Bạn trẻ Ngọc Tú chia sẻ, đùa thì tùy lúc thôi, đàn ông vốn đã nóng tính rồi, lúc cái máy quay vào tận mặt thế phải giữ chú sĩ diện chứ. Hay một bạn khác cùng quan điểm cho rằng, cá nhân mình chẳng thích cách đùa của cô dâu, quá trớn, thiếu gì lúc để đùa, đang bao nhiêu người chứng kiến lại đủ hơi quá như vậy. Và sau đó cũng một đoạn clip tương tự, nói về cảnh cô dâu đùa trong đám cưới và bị chủ rể tát ngay lập tức. Trong đoạn lứa lần này thì cô dâu chỉ mới đùa chủ rể một lần duy nhất, nhưng chủ rể đã hạ tay tát một cái Khác với đoạn clip trên thì có người bênh vực cho cô dâu, có người bên vực cho chú rể. Tuy đoạn clip này đã khiến cho cộng đồng mạng rất tức giận bởi vì chú rể này quá nóng tính. Cái tát của chú rể dành cho cô dâu đã khiến cho những người đứng xung quanh phải sững sờ. Dẫu sao thì việc người chồng gạt tay vợ hay đánh vợ một cách vũ phu đầy tức giận như vậy trong ngày cưới chắc chắn sẽ khiến cho cô dâu tổn thương và nhớ mãi chẳng quên khoảng khắc đó. Thay vì nhớ về một đám cưới ngọt ngào với những lời chúc phúc người ta sẽ nghĩ đến những ký ức về sự giận dữ gia trưởng của Đức Lang Quân.